Stéphane Cường là đạo diễn điện ảnh người Pháp gốc Việt được đông đảo khán giả biết đến. Từng theo học tại các trường nghệ thuật tại Paris và New York, Stéphane Cường đã thực hiện khá nhiều bộ phim truyện. Phần lớn các tác phẩm của ông là sự trân trọng với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Phim của ông được trình chiếu và thảo luận rộng rãi trong các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại Pháp và quốc tế. Mời quý vị cùng gặp gỡ với đạo diễn này trong phần tiếp theo của chương trình. Chào anh ạ. Anh đến với cái nghề đạo diễn điện ảnh này như thế nào ạ? Từ lúc nhỏ thì tôi thích xem phim, xem kịch sân khấu, đọc sách, nghe nhạc. Thì hồi nhỏ thì tôi nghĩ chắc sẽ lớn thì tôi sẽ làm nghệ sĩ. Thì lúc tôi 12, 14 tuổi thì tôi có dịp đi xem sự quay phim. Thì tôi rất thích. Thì lúc đó thì tôi nghĩ mai mốt tôi sẽ là đạo diễn điện ảnh. Thì sau đó thì tôi học trong trường đại học về kịch bản với đạo diễn điện ảnh. Đạo diễn điện ảnh là một lĩnh vực khó. Vậy khó khăn lớn nhất của anh trong cái công việc đạo diễn điện ảnh này là gì ạ? Khó nhất trong cái nghề này là phải biết có kiên nhẫn. Tại cái gì cũng lâu. Chừng nào mình muốn làm một cái phim có khi là 2 năm, 3 năm, 4 năm. Mình phải biết cố gắng để làm cái phim. Nhất là chừng nào mình muốn kể chuyện về người Việt Nam hay Việt Kiều thì trong hoàn cảnh Pháp thì còn khó hơn, thì phải cố gắng nhiều. Đã thực hiện khá nhiều phim và kịch sân khấu nhưng với các nghệ sĩ chuyên và không chuyên tại Pháp và gốc Việt. Anh nghĩ gì về vấn đề này ạ? Tôi thích pha chọn người chuyên và không chuyên. Ví dụ mấy người không chuyên thì có sự thật của quá trình của đời sống của người đó, mà mấy người chuyên thì biết diễn, biết biểu diễn, biết làm. Tại mấy người đó là nghệ sĩ thì làm mình cười, làm mình vui, làm mình khóc, khi có nhiều cảm động. Các phim và kịch sân khấu của anh thì đa phần là đều được dàn dựng và quay tại Pháp. Thì anh có nghĩ một ngày nào đó sẽ về Việt Nam quay phim để phục vụ cho cái nền điện ảnh của quê hương mình không ạ? Tôi rất muốn về Việt Nam để quay phim. Tôi có một dự kiến bộ phim dài. Cái phim dài đó là cái cốt truyện là về một cái gia đình Việt Kiều về Việt Nam bây giờ. Thì tôi muốn cho coi mấy người Kiều bào Việt Nam bây giờ thay đổi khác Việt Nam mấy năm trước. Thì cái đó là ý kiến của tôi. Thì tôi hy vọng về Việt Nam được gặp người diễn viên Việt Nam để làm cái phim này. Cảm ơn anh ạ. Một nhà hàng Việt tại Praha, Cộng hòa